nhan sắc mãi không hết thị phi, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn. Hồng Quế là con cưng của sàn cát quắc Việt, bước chân vào làng mẫu từ năm 13 tuổi. Hồng Quế may mắn được tham gia một số chương trình lớn cùng các đàn chị trên sàn runway. Bên cạnh những hình ảnh đẹp, chân dài 9x cùng không ít lần trình diễn nội y táo bạo ở lứa tuổi trăng rằm khi các bạn đồng trang lứa đang cắp sách tới trường. Sau khi sinh con trở lại làng giải trí, cô trải lòng về khoảng thời gian nổi loạn trước đây, ánh hào quang tuột mất, Hồng Quế lặng lẽ làm bà mẹ đơn thần. Mới đây hồng quế đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh mặc nội y gen mỏng tang gần như lộ toàn bộ phần da thịt cơ thể đáng chú ý hồng quế còn không che chắn phần ngực mà thản nhiên để lộ trọn vẹn vòng một đến nóng mắt đây không phải là lần đầu tiên hồng quế có những bức ảnh mặc nội y khoe thân phản cảm như thế này trên mạng xã hội trang cá nhân của cô tràn ngập những bức hình hở hang mặc như không mặc trước đó nữ người mẫu không ít lần khiến cư dân mạng nóng mắt bởi thói nghiện khoe thân của cô vì sở thích khoe thân mà hồng quế bị liệt vào danh sách người mẫu mãi không hết thị phi Năm 2019 cũng là năm mà chuyện tình cảm của Hồng Quế gây nhiều chú ý. Sau 3 năm làm mẹ đơn thân, Hồng Quế đã chính thức công khai người yêu mới. Cô đăng trên Facebook khoảnh khắc tình cảm của cả hai, bạn trai mới của Hồng Quế tên Phạm Tuấn Việt. Trước khi đến với cô, anh từng trải qua đổ vỡ và có con trai riêng. Cô và bạn trai đã nhiều lần dạn nứt tình cảm, giận dỗi, hủy kết bạn rồi quay lại với nhau khiến cộng đồng mạng cho rằng đây là chiêu trò gây sự chú ý của Hồng Quế.